Mức tiêu hao nhiên liệu là một trong những yếu tố quan trọng đối với người dùng khi chọn mua xe ô tô và những mẫu SUV vừa rộng rãi tiện nghi lại vừa tiết kiệm nhiên liệu luôn được ưa chuộng. 1. Hyundai Santa Fe với mức tiêu hao nhiên liệu từ 5 lít 9 đến 8 lít 6 trên 100 km đường hỗn hợp, Hyundai Santa Fe là mẫu xe SUV tiết kiệm nhiên liệu bậc nhất Việt Nam. Được biết chỉ số tiêu hao nhiên liệu trên được đo ở phiên bản động cơ máy dầu. Hiện Santa Fe được phân phối tại thị trường Việt với hai phiên bản động cơ, hai xăng và dầu. Động cơ dầu 2.2 lít sản sinh công suất 202 mã lực, mô men xoắn cực đại 441 Nm trong khi động cơ xăng 2.4 lít sản sinh công suất 188 mã lực và mô men xoắn cực đại 241 Nm. Giá xe Santa Fe 2021 từ 995 triệu đến 1 tỷ 245 triệu. 2. Ford Everest. Mẫu xe của Ford có mức tiêu thụ nhiên liệu là 6 lít 2 đến 6 lít 9 trên 100 km đường hỗn hợp. Ford Everest mới sử dụng khối động cơ diesel thế hệ mới, dung tích 2 lít. Bản cao cấp nhất là Titanium sử dụng động cơ diesel Biturbo hoàn toàn mới. Khối động cơ này sản sinh công suất 213 mã lực tại 3.750 vòng trên phút và mô men xoắn 500 Nm tại 2.000 vòng trên phút, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh giá xe Ford Everest từ 999 triệu đến 1.399 triệu. 3. Toyota Fortuner Fortuner là một trong những mẫu SUV bán chạy nhất Việt Nam, ưu điểm của mẫu xe này là khối động cơ mạnh mẽ nhưng lại rất tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu của Fortuner là 7 lít đến 8 lít 6 trên 100 km đường hỗn hợp. Toyota Fortuner được bán với 3 phiên bản động cơ, bao gồm Thứ nhất là động cơ diesel 2.4 cho công suất 148 mã lực, mô men xoắn 400Nm. Thứ hai là động cơ xăng 2.7 sản sinh 164 mã lực, mô men xoắn 245Nm. Cuối cùng là động cơ diesel 2.8 cho 174 mã lực và mô men xoắn 450Nm. Giá xe Toyota Fortuner 2021 từ 995 triệu đến 1 tỷ 426 triệu. 4. Mitsubishi Pajero Sport mặc dù không quá nổi trội trong phân khúc nhưng Pajero Sport lại sở hữu mức tiêu hao nhiên liệu khá tốt, chỉ khoảng 7 lít rưỡi trên 100 km. Mitsubishi Pajero Sport sử dụng động cơ dầu 2.4 phun nhiên liệu trực tiếp, tạo ra công suất 181 mã lực và mô men xoắn 430 Nm, đi kèm với hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Giá xe Mitsubishi Pajero Sport cho hai phiên bản là 1 tỷ 110 triệu và 1 tỷ 345 triệu. 5. Mazda CX-8, Mức tiêu hao nhiên liệu của CX-8 là 8 lít 2 trên 100 km. Đây là một trong những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nổi bật của Mazda Việt Nam. CX-8 được trang bị động cơ Skyactiv-G 2.5 lít hút khí tự nhiên nhỏ gọn hơn, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp cho công suất 188 mã lực, mô men xoắn 252 Nm, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Giá xe Mazda CX-8 từ 999 triệu đến 1 tỷ 259 triệu. Xe cổ, xe cổ.